từ đường để thờ tổ tiên, đấy là một cái tục lệ dân gian của người dân Việt Nam. Còn đem lại lợi ích cho người đã khuất hay không thì cái điều này nó còn tùy thuộc vào cái người sống mình làm cái việc gì nhá. Khi mình xây cái ngôi từ đường đấy nên rồi để mình làm cái gì, mình xây cái từ đường đấy nên rồi để tụ tập lại uống rượu chè rồi là cãi nhau hay là sát sinh hay là ăn nhậu với nhau ấy, thì chỉ tạo thêm tội lỗi cho cả người sống. Và có thể là mình xây nên từ đường rồi mình tổ chức những cái nghi lễ mê tín dị đoan, lên đồng lên bóng về cúng bái rườm rà, những cái pháp tà kiến tà giáo nó được phát triển ở trong cái từ đường đấy, thì sẽ mang lại cái nỗi nầm cho cả người chết và người sống ha. Còn có những cái trường hợp có những người người ta xây nên cái từ đường là cái nơi thờ ông bà tổ tiên, nhưng mà người ta biết áp dụng chánh pháp để tạo ra công đức phước lành hồi hướng cho cả người sống và người mất, được được lợi lạc thì lại có lợi ích. Nên là xây nên cái từ đường đấy rồi mình sẽ tu tập hàng ngày, con cháu đến đấy tụng kinh đến đấy để nghe giảng pháp, để thỉnh các cái vị giảng sư về đấy thuyết pháp giảng đạo, và đấy cái nơi đấy làm cái nơi tu tập, nơi đấy có thể tạo ra những cái công đức phước này. Những cái nơi đấy là nơi có thể truyền bá những cái đạo đức, những cái điều chân chánh, tạo ra những cái phước báo ấy, thì nó có lợi ích cho cả người mất và người sống. Còn nếu mà cái nơi đấy mà là cái nơi tạo ra những cái mê tín tà kiến tội lỗi thì sẽ tạo ra cái tội lỗi cho cả người chết và người sống. Vậy thì cũng quan trọng là cái người chết đó không không liên quan gì đến cái từ đường đấy, mà quan trọng là cái người sống đấy sẽ xây nên cái từ đường đấy rồi dùng cái từ đường đó làm cái việc gì. Làm cái việc nó có tạo ra công đức, có tạo ra phước lành hay không, hay là luôn luôn làm những cái việc tội lỗi, thì đấy nó hoàn toàn ở cái người sử dụng, ở cái người sống ấy, mình sử dụng vào cái đấy, vào cái việc gì thôi. Nên là nếu là cái người hiểu đạo ra thì sẽ làm được công đức, sẽ làm được cái phước này, là mình dùng cái nơi đấy để tụng kinh để lễ Phật, tức là mình phải có cái ban để mà thờ Phật trang nghiêm nhất ở trong cái khu đấy, giống như là mình muốn hướng cho những cái ông bà tổ tiên của mình cũng phải quy y Phật, cũng phải biết tu tập để tôn kính Phật đấy, giống như là một cái nơi thiện pháp đường ấy, để hàng ngày mình cho mọi người đến lễ Phật tụng kinh, nghe giảng kinh thuyết pháp ở trong đó, thì nên làm những cái điều đó để tạo ra phước báo, tạo ra công đức. Ở trong đó phải có ban thờ Phật để mình dâng cúng dường Phật, mình hồi hướng cái công đức của cái sự lễ bái cúng dường tụng kinh tu tập đó để mà hồi hướng cho cái người đã mất ấy, thì người đó mới được lợi ích. Chứ còn người ta chỉ tạo ra từ đường là người ta cứ dâng những cái món ăn ngon lành này, nên cúng thì cứ nghĩ ông bà tổ tiên thì sẽ tập trung về đấy để ăn uống như người sống ấy, thì cái pháp đấy là pháp mê tín tà kiến ấy, chẳng đem lại cái lợi ích công đức gì cả. Đấy, mà những cái ngày có những cái lễ ấy, gì quan trọng ấy, thì là cái ngày đó phải là cái ngày giữ được những cái giới như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, uống rượu chè đó, và biết tạo những cái công đức từ cái sự giữ giới và từ cái công đức của cái sự cúng dường hoặc là tụng kinh lễ Phật đó, để mà hồi hướng cho người mất và đem lại cái lợi ích cho cả người còn sống nữa.